Ok các bạn, mình đã quay trở lại, mình chơi tiếp cho Persona 3. Nên là ở lần trước là mình định bảo là mình định đi chơi cái chỗ ở Tartarus ấy, nhưng mà mai là kiểm tra rồi nên có vẻ như trái mình chơi chúng ta nên chúng ta phải về. Hôm nay mình vào chơi phòng này cũng chả có địa điểm mà làm nên là chúng ta phải đi học thôi. Mình sẽ đi ngủ sớm đi, tầm này chúng ta sẽ về học. Nên là nó sẽ bắt đầu kiểm tra từ thứ ba tuần sau. Đây là midterm 2 này, nó sẽ bắt đầu trong 5 ngày, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 đến hết thứ 7 rồi. Nó sẽ đến luôn chủ nhật ra nhé. Mình đang xem nhầm ngày rồi. Nhớ đến thứ 6 rồi. Cái câu hỏi này nó vẻ như rất là quen. What is the number sort? Cái what is the number? Cái ngọn nguồn gây căng thẳng số 1 của nữ là gì? Người chồng này, nghề nghiệp này, và trẻ con và xã hội. Chứ bỏ mẹ là cái này mình không nghe giải của lớp, mình không biết. Giờ để mình nhớ lại xem. Thế là từ từ để mình thử cái society xem nhỉ. Không phải, ôi chết rồi, thử lại. Ok, cái câu này phải là chồng. Nên là mình cứ nghĩ là ba cái này, nghề nghiệp, trẻ con này, xã hội, nhưng mà không phải là chồng ấy. Cái phần mà căng thẳng nhất của người phụ nữ là chồng. Đấy. Thế là không biết là có phải là cái này trong cái lúc mà trong mấy cái bài giảng mình ngủ đi ngủ không. Nên là về cơ bản chúng ta sẽ cheat cái này. Nên là để top là chúng ta phải trả lời hết đúng ấy. Và chúng ta phải có cái chỉ số academic nó cao. Thứ tư này. Này có, cũng có thể là có một số câu hỏi mình không biết. Cái câu hỏi nhìn quen này. Ai đã tìm ra được cái numerology này. Hình như là cái ông Pythagore ra. Nếu mình không nhầm. Là cái mấy cái hệ số mà nó sử dụng cái số ấy. Để đọc tất cả mọi thứ ấy, mình lại nhớ ấy. Nên là cái câu này là chúng ta đã có nghe giảng này. Pythagore chuẩn mẹ luôn. Hôm nay là thứ 5 rồi này. Trôi qua như không có gì xảy ra. Cái câu trả lời nghe quen này. Siêu dẫn là cái gì này? Hình như là Zero Electric Resistance đúng không? Cái gì siêu dẫn? Ok, mình sẽ chọn này. Mình nghĩ là cái này đúng. Ôi chuẩn mẹ luôn. Tập này không phải nhớ nhé. Khoan gian. Nhưng mà nó sẽ có một câu hỏi cuối nó khó ra nhỉ? À đâu, hình như là midterm là nó ngắn thôi. Chứ không phải là... Nếu mà kiểm tra tâm là một term là nó sẽ rất là dài thôi. Nhưng mà còn midterm là nó ngắn. Này là học lịch sử rồi. Only World là World One là một trong hai cái sự kiện nó dẫn đến cái cuộc nội chiến đến thời kỳ Sengoku. Cái sự kiện khác là cái gì nữa, tôi bỏ mẹ rồi. Cup of Meizu sao nhỉ, nếu mình không nhầm ấy. Oninu nên là Cup of Meizu ấy. Ôi chuẩn luôn mẹ, mình nghe giảng mà. Điểm cao lắm ấy. Còn này top exam rồi. Nên là được top exam là chị sẽ cho mình quà ấy. Không biết là con này có kết quả kiểm tra chưa. À đâu chưa. Chờ tuần sau. Cái câu hỏi này quá dễ. Cái bút của mình nó không thể ngừng, nó di chuyển. Viết quá điên cuồng. Tầm này mà không nhất là tạo quỷ. Tập này không nhất thì mình không biết là như nào để nóng nhất. Nên là... Hình như là hôm nay mình có thể mình chơi với là Yukari thôi. Sao
Saturday này. Ok, chắc là mình sẽ đi về được cái startup thứ hai chẳng hạn. Nên tạm thời chúng ta sẽ đi chơi với Yukari đi. À, nhiều walking phải. Nên là lần trước là Yukari mình vẫn chưa đủ điểm để lên rank rồi. Mình sẽ đi chơi với em mình chứ. Nên là cái em Yukari này rank nó không dễ như là Fuka ấy. Chúng ta phải dành rất là nhiều thời gian với em. Chúng ta phải đi hẹn hò với em. Em này cũng là hot girl trong trường mà. Cà phê. Kiểu như là đi hẹn hò với em này như kiểu là kiểu như là cái sự mong mỏi của tất cả những thanh niên trong trường ấy. Nên là quay lại đầu. Bởi vì là hình như là cái rank lần trước là chúng ta không có cơ hội nói chuyện em này nè. Em này em ấy tự thổ lộ hết. Nên là chúng ta không được cộng một cái điểm nào. Cậu muốn đi không hay không? Tôi sẽ nghĩ về cái đấy. Mình sẽ nghĩ là mình sẽ đi vào thứ hai ấy. Tao chả muốn nghĩ về trường nữa. Chị đã lo về team của chúng ta khi mà chúng ta lost Sin Zero này. Nên có vẻ như mọi người đã hồi phục một cách nhanh chóng á. Chắc là cậu ấy sẽ được an nghỉ trên thiên đàng. You're excellent job. Em đã làm rất tốt trong cái kiểm tra của em. Sao bác biết hay là bác nâng điểm cho em? Bọn em không phải có kiểm tra ở trong cấp 1. Nhưng mà bọn em sẽ take some in the middle. Ủa thế thằng này nó là cấp 1 à? Thế nó có khó không? They are pure tortures. Thằng này lại training program. Tớ cảm thấy là mãn nguyện giống như là tớ không cảm thấy là thực sự mãn nguyện. Lại giống như tớ sau khi một kiểm tra. Thế còn kỳ cậu thì sao? Tớ cảm thấy thực sự là mãn nguyện. Nên là giống kiểu như là nó luôn luôn có sự kiện gì sắp tới nó căng thẳng ấy, ví dụ như có nhiệm vụ xong lại gói xuống kiểm tra ấy. Kiểm tra xong lại chuẩn bị trăng tròn tới ấy. Nên là con này nó bảo thế. Luôn luôn có những cái event này nó căng thẳng ấy. Cái chủ đề ưa thích của tôi là chiến thuật cái gì? Mechanic Engineer. Phân tích dữ liệu. Tầm này là chưa học bọn này. Kiểm tra đã kết thúc. Nên là hôm nay thằng Junpei là muốn đi chưa đi. Đi dungeon này. Không mà thôi, okay, mình sẽ chưa đi. Mình sẽ ra ngoài mình chơi với ông Kotatsu đi. Chắc mình nghĩ là mình sẽ chơi cho xong đi rồi về sau mình cứ tối mình đi ngủ ấy. Mình chả phải ra ngoài ấy. Chả có vẹo gì. Mai thì có thể là đi chơi với anh ngựa vằn nữa thôi. Anh bị ốm ấy. Anh Zbro. Bác này lại ngồi đây. Ồ, là cậu. Ok. Mày có lên rank chưa? Bởi vì mình nói chuyện ông này toàn mấy cái lựa chọn mình chọn sai hết này. Nên là cái điểm mà chúng ta rất là thấp luôn. Anyway, chúng ta có rất là nhiều thời gian. Là order tuần trước là Getta này, Instant Gramen này. Có ai gọi mình này? Mai tôi có bận rồi ông ơi. Mai tôi đi chơi với ông khác. Lại nữa. Ô, Yukari á? Cậu có 1 phút không? Có, ui, em này mặc đồ đẹp thế. Em này muốn đâu mặc đồ đẹp thế, tôi muốn đi decline the offer. You do. Ngủ ấy còn làm gì. Bây giờ nhớ lại là cái phần 4 hồi xưa còn nhiều nhỉ. Nó gấp giấy gấp viết ra. Gấp robot. And
no school today. Mai mình sẽ đi tập tennis là chắc chắn luôn. Là đi shopping bác nữa. Tôi xây một cái giấc giá không thể nào đỡ được. Indra Bracer đảm bảo sẽ khiến cho những người bạn của bạn phải ghen tị. Đợi đã, còn nữa. Cái này mình mua chưa nhỉ? Mà dù sao mình cũng mua nữa đi. Nó có 17.800 thôi. Tầm này nó cũng rẻ. Nếu mà mua rồi thì mua thêm. Thừa thì biếu tặng. Đi ra ngoài đi. Nên là mình sẽ đi chơi với cái thằng vận động viên khi mà gần đến cái buổi exam sắp tới ấy. Thì là sẽ không có hoạt động ở trường thì chúng ta sẽ đi mấy cái nghiện này. Cũng không có gì nhiều ra, nó có cái nội cái hội thoại là vẫn thế là. Fuka ra. Nên là công nhận là cái What about you? How did you do? Pretty good. Chỉ được điểm đẹp thôi. Anh nhất mẹ lớp rồi. Nên là em Fukari, ok em Yukari mặc đồ mùa đông đẹp phết. Nhưng mà mình thấy là cái Fuka này mặc đồ thích hơn. Nhìn hiện đại vừa đẹp ấy. Nên em mặc kiểu sexy, hở vai ấy. Chúng là mấy em này mặc đồ đều đẹp. Ôi chúng ta ra ngoài đi, chơi với anh. Anh ốm ấy. Ốm đau bệnh tật. Thế là càng ngày càng dần là cái routine của chúng ta nó càng ít đi ấy. Bởi vì chúng ta đã hoàn thiện được nhiều cái môn đấy. Bây giờ là trên ngoài trường là chỉ còn mỗi Nozomi và cái thằng béo và cái thằng vận động viên thôi. Còn em Michael thì em đi rồi, em đi xa lắm đấy. Thế là cậu nói với chuyện anh ấy này. Đi xa lắm. Hôm nay tôi khỏe hơn một chút. Tôi biết là lần trước là tôi có vẻ như rất là ổn, có đúng không? Rồi, I'm reading book before we met. Tôi đã đọc một cái quyển sách trước khi mà chúng ta đến đây này. Nên là tôi đã rất là tập trung vào việc đọc cái quyển sách đấy ấy, và tôi quên mất là đóng cửa. Và tôi đã không nhận ra được rằng là trời nó lạnh như thế nào này. Khiếp, trời lạnh như này bác vẫn mặc để bảo sao bác ố. Liệu cậu có đọc nhiều quyển sách không à? Io, đấy là dựa vào cái quyển sách. Tôi có thể tôi hoàn toàn có thể hiểu được ý của cậu. Sách nội dung dở thì là lãng phí thời gian bởi vì you get so far into it before you write it up. Bad book is really big. Bởi vì là bạn phải cậu phải đọc nó nhiều vào cái quyển sách. Là cậu phải đọc cái quyển sách này sâu à? Được sâu với quyển sách trước khi mà chúng ta quyết định bỏ quyển đi này. Hay là tôi đã đọc rất là nhiều sách trong thời gian gần đây này. I've been in the easy way. Tôi cảm thấy là nó đấy là một cách dễ dàng nhất để mà sử dụng cái thời gian của mình à. Bởi vì là tôi có thể là quên bản thân mình đi trong cái thế giới của những quyển sách này. Do you read book all the time? Thôi. Liệu cậu có đọc sách đến cuối cùng không à? Là tất nhiên là em sẽ đọc chứ. Và tôi hiểu rồi. I don't like to see them. Tôi thì lại không thích đọc đến cuối cùng này. Đúng là mình phải trả lời kia mà đúng. I really get into story. And usually the end quickly. Tôi thường hay nhập tâm vào câu chuyện và đến đoạn cuối cùng nhanh chóng á. Nhưng mà tôi không bao giờ muốn kết thúc nó á. Bởi vì nếu mà tôi kết thúc cái câu chuyện này, tôi sẽ bị kẹt ở đây à. Là tôi sẽ bị kẹt ở đây một lần nữa. Và ở một mình trong cái phòng của tôi. Nghe thương nhỉ? Tự nhiên đến cái đoạn này thương đấy. At Akinari as the person. Nên là tôi sẽ lại bị kẹt vào trong cái cơ thể là của Akinari à, một cái con người mà không thể chạy trốn được cái số phận của cậu ấy. Yeah. Nghe bác thường cái câu chuyện về những cái hy vọng và những người anh hùng à.
Đây là những cái loại sách mà tôi đọc. Những cái nội dung của nó thực sự đầy hy vọng. If I do decide to finish. Nên nếu mà tôi quyết định là đọc nó, tôi sẽ cảm thấy được hạnh phúc à? Ở đoạn cuối cùng à? When I come back. Khi mà tôi đã quay trở lại với cái thực tại của mình này. Nên là em hiểu ý của bác rồi. Nói chung là chỉ mong là bác ra đi một cái an toàn đã. An lành ấy. Nên là chúng ta hy vọng là cái khoảng thời gian ít ỏi của chúng ta dành với thanh niên này sẽ giúp anh ấy ra đi một cách đẹp đẽ hơn ấy. Thời gian thì thực sự là khắc nghiệt à. It look like the sun is. Có vẻ như mặt trời đã chuẩn bị lặn. Tôi hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội khác để nói chuyện. Ok. Mình sẽ đi gặp cái ông Kotatsu. Welcome back. Ok. Let's go. Đó. Thực ra hôm nay là mình có thể mình đi sắt chó này. Never fail love. Thế nên là chúng ta nên đi dắt chó thay vì chúng ta đi ra ngoài. Thằng quả. Cái hội thoại này nó chẳng có gì. What go no man. Đôi khi chúng ta dắt chó chúng ta sẽ gặp nhiều cái nhân vật khác. Không chỉ là trong nhà mà chúng ta ngoài nhà. Gặp được con này đấy. Buổi tối lạnh thì nó đi chơi. Có vấn đề gì vậy? Thực sự là con chó đáng yêu. Mày thực sự là may mắn á. Thật ra cậu thực sự là may mắn chúng ta không. Bọn tớ còn không thể nuôi được pet ở chỗ của tớ ở. Nên là chúng ta nói chuyện với em này. Nên là mình được cộng một ít điểm với em này sao? Hình như cái rank trước mình thiếu rồi. Nên là dù sao thì chúng ta nói chuyện với ông sư thì khi nào cũng được ấy. Mình sẽ ngủ sớm để mai mình đi Tartarus. Đến cái đoạn này là thời gian nó trôi đi rất là nhanh luôn này. Nên mình nghĩ tầm này thứ hai đi là hợp lý. Đi đến trường rồi đi Tartarus luôn này. Lại đi kiểm tra này, cái kết quả đã được đăng rồi. Tầm này kiểm tra mẹ mày anh nhất chắc luôn. Tầm này mẹ mình không top class thì ta đập mẹ trường. Mình là cái người điểm cao nhất trong lớp chúng ta. Nên là mọi người đã nhìn mình đầy vẻ tôn trọng. Ui, trời toàn vậy này. Nên là hồi xưa là mình tập trung mà đi học trước ấy. Nên là cái rank của mình cao trước ấy tao. Nên là mình top từ rất là sớm ấy. Không có nghĩa là không phải sớm như thế này đâu. Cũng tầm này ra. Hoặc là hình như sớm hơn sao nhỉ. Mình không nhớ lắm nhưng mà nói chung là mình top trước rồi mình được cộng thêm mấy cái charm ấy. Bởi vì mình không biết là đi chơi mấy cái trò chơi để cộng charm mà mình cũng không. Buổi tối mình không hay uống đi uống cà phê nên mình không được cộng nhiều charm ấy. Và can đảm thế ấy. Nên là Mitsuru đã hứa mình là sẽ cho quà nếu mình được cái cao nhất này. Nên chúng ta sẽ đi gặp chị ấy. Đòi quà này. Let's go đòi quà. Ok mọi người. Hãy đến lấy cái kiểm bài test của em đi. Quét bần buồn. Câu hỏi một là you have to use the formula we spend. Cái câu hỏi một là các em đã phải sử dụng cái công thức mà chúng ta đã sử dụng nhiều ngày để giải quyết của nó có nhớ không? Câu hỏi sau đó là what problem about? Cái gì? You do you waste your money? Lịch cái gì đấy? Epic student mathematically, let's see hands up. Ông ấy hỏi cái câu hỏi gì? How many calendar pattern are there?
có bao nhiêu mẫu lịch ở ngoài kia. Mình không biết, hình như là có 7 rồi. Chắc phải nghe lầm, hình như là nó là 28 là 28 á. Chắc nó chỉ tầm là 14 á mà. 7 gì nữa. Có chuẩn mẹ luôn đấy. Rõ ràng là ngày mùng 1 tháng 1 thì có thể là rơi vào tầm 7 ngày là thứ 2 đến thứ 7 chủ nhật này. Nhưng mà cậu phải xác định là cái khả năng của những năm nhuận này, ngày nhuận của cuối tháng 2 này. Ôi cái mẹ mấy cái này tôi không quan tâm. Nói chung là nó là như vậy. Bây giờ mình chán mấy cái trivial ấy mà. Mình sẽ đi chơi với Yukari hay là từ mình đi gặp chị Mitsuru nhỉ. Mitsuru Chuam. Vì như bà đứng ở bên kia cái chỗ gần phòng giáo viên ấy. Hôm nay lại chỉ có mỗi Yukari. À đúng rồi, mình dọn mẹ hai thằng kia rồi mà. Cái thằng Chariot và cái thằng Kenji ấy. Nên có ba đừng mập ấy. Bây giờ mình phải về ấy rồi. Nhưng mình đang wreck cái này. Không gặp được chị Mitsuru nhỉ. Anh chào mấy Mitsuru đứng ở đâu. My senpai. Hay có khi mình phải về nhà vậy. Bình thường như ba cái bà đứng bên kia mà. Ok, đi chơi với Yukari vậy. Yukari-chan. Yuka này. Handsome cool nè. Cậu có quay trở về nhà không? Tớ đi cùng cậu. Có vẻ như Yukari muốn đi cùng ta. Ok, mình sẽ đi chơi với em Yukari. Mình có Akana rồi. Yukari-chan. Mùa đông nên bọn em mặc đồ đẹp hết. Ra đi shopping cùng Yukari. Mà công nhận là nếu mà mặc mấy cái bộ đồ mà ở lớp, ở trường là con em mặc cái bộ đồ hồng này đẹp nhất luôn. Theo vợ có một cái shop mà tớ muốn đi à. Tớ không phiền chứ. Đây đã, tớ có điện thoại. Cái thái độ của Yukari đã trở nên tối hơn. Chứ rồi mẹ nó gọi. Chào. Thì có gì vậy? Nè. Thế sao? Nên hãy cứ đi thẳng vào vấn đề đi. Hả? Này bà mẹ. Cái chuyện này nó không vui đâu. What? Cái gì? How do you think that would make? Liệu mẹ nghĩ rằng là bố sẽ cảm thấy như thế nào? Tầm này bà quan trọng với bố đấy. Được rồi. Mà mẹ cứ làm gì mà mẹ muốn. Và đừng có gọi cô cho con nữa. Thế này em có vấn đề gia đình thật đấy. Không sao đây em, đã có anh đây rồi. Tớ xin lỗi cậu. Mình sẽ hỏi là ai đấy ấy. What did bà nó nói cái gì? Hoặc là cậu có ổn không? Em có ổn không? Phải, tớ vẫn ổn. Cảm ơn cậu đã hỏi. Nên là chúng ta phải quan tâm em trước. Đừng có tọc mạch. Yukari đây có vẻ như là bình tĩnh hơn một chút. Cậu biết đấy á. Cậu à đâu, cậu biết là ai là cái người trong điện thoại rồi có phải không à? Phải đấy là mẹ của tớ á. Bà nói rằng là bà muốn tái hôn. Ê, kệ bà thôi chứ. Tớ thực sự chả quan tâm à. Nếu mà bà còn muốn tái hôn hay không à? Nhưng mà tớ không thể chấp nhận được cái cách mà bà sống á. Bỏ chạy từ cuộc sống á. Nhảy từ là gã này qua gã khác. Nên là tớ thực sự không nghĩ được đấy là một cách tốt à. Không công bằng với bố của tớ này. Nhà Yukari có vẻ như là buồn này.
Nhà mẹ coi nhà này nó hot mà, xinh mà. À, tớ xin lỗi là tớ đã tớ ổn rồi. Cảm ơn cậu. Tớ sẽ không bao giờ là giống như bài á. Tớ sẽ không bao giờ yếu đuối như thế á. Chạy trốn để quên đi cái rắc rối của mình là cái thứ tệ nhất mà chúng ta có thể làm. Tớ sẽ quyết định là tớ sẽ I gonna live on my own. Tớ sẽ sống theo bằng chính cách, sinh cách của mình à? Hay là sống riêng ra? Hoặc là sống theo cách cách riêng của mình à? Tớ sẽ chỉ cho bài ấy là tớ có thể hạnh phúc bằng cái cách đấy á. Nên là Yukari đã chia sẻ cái cảm xúc sâu nhất của cô ấy. Nên là có vẻ như chúng ta đã hiểu cô ấy hơn một chút. Nên là dần dần là chúng ta gia nhập và biết được nhiều hơn về gia đình em này. Mà có cái gì đâu nhỉ, mẹ bố nó chết thì mẹ nó thì đi lăng nhăng ấy, cũng chả có gì. Nên kiểu nó chỉ loanh quanh là cái mối quan hệ con này với mẹ của nó ấy. Tầm này thì nó không có quá nhiều cái bí mật nữa rồi. Có thể có vẻ như Yukari nghĩ là cả chúng ta là một ai đó cô ấy có thể tin tưởng. Mối quan hệ chúng ta thân mật hơn, mình trải thân mật rồi. Cảm ơn cậu. Vì một cái lý do đó tớ cảm thấy là tớ có thể kể cho cậu bất kỳ cái gì. Handsome cool. Được rồi, em cứ kể cho anh càng nhiều thì em càng chết. Nên là anh đã có kế hoạch với em. Hãy quay trở lại đi. Tớ sẽ đi shopping vào ngày khác vậy. Chúng ta sẽ quay trở lại đó. Ok, 19 tháng 10. Hôm nay là nơi hôm rất là tuyệt để chúng ta đi Tartarus đấy. Nên là em hứa là em sẽ làm tốt nhất cho đến phút cuối cùng à. Em sẽ chiến đấu vì anh. Ui mẹ, hôm nay ngồi full này luôn. Liệu cậu em lại làm như exam à? Em làm tuyệt à? Magnificent. Chúc mừng. Ơ, khoa của em đâu? Agit nói rằng là chị đã không làm tốt ở trong kỳ kiểm tra chị ấy. Robot hay không ấy à? Không win à? No F. Thằng này ít ra nó không fail ấy. I perform satisfaction in chemistry and mathematics. Nên là có lẽ tập trung vào bát, cái combat này nó không được điểm cao. Mình top class mà bọn ấy không nói gì nhỉ, đều nhỉ. Ít ra phải ấn tượng. I did okay. Bọn này học không như điên mà kết quả như shit. Anh chào cái gì.